À, con được ơn gì của Chúa? Chào cha, con được hai ơn ạ. Thứ nhất là ơn thứ nhất là con bị thoát vị đĩa đệm lưng. Thế hôm thứ bảy vừa rồi là con lên mà cha đặt cho tay cho con có một lần, mà về là mấy ngày hôm sau con khỏi hẳn luôn, con nhẹ như lưng á. Mà con mua cái máy của cha về là con cũng không biết thế nào mà tả, nhưng mà mỗi một ngày con nghe là có cảm giác như đang ngồi với người yêu ấy, cứ lưng 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 thế này này. Cái gì chị nói thì chị nghe tôi nói mà giống như đang ngồi với người yêu là sao? Nghe cái máy của thầy á, con cứ hồi hộp mà con cứ thế nào ạ, người nó cứ lâng 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 lên. Và như là kiểu như đang gặp người yêu á, kiểu thế. Nghe, ngày nào con cũng nghe từ sáng đến trưa, xong hết điện con lại nạp vào, xong lại con lại nghe tối đi ngủ lại nghe, ngủ xong mới thôi. Vâng, thế con ơn thứ hai là con đã được Chúa ban ơn cho con là con về con rủ được, tức là không phải rủ mà tức là mời gọi được các chị em của con về với Chúa để chữa cho khỏi bệnh ạ. Dạ, thế là con xin hết ạ. Con tên là gì, bao nhiêu tuổi, ở đâu? Dạ, con tên là Phạm Thị Thúy, con ở Bình Phước ạ. Bao nhiêu tuổi? Dạ, con 45 ạ. 45 tuổi, con làm cái gì? Dạ, con làm trồng tiêu thôi ạ. Trồng tiêu, trồng điều ấy ạ. À, trồng tiêu, tôi tưởng là chồng chị tiêu rồi. Rồi, chị tên Thánh là gì? Dạ, con đâu, con không có đạo ạ. Bà thôi ạ. À, nhưng mà vậy thì ai cho chị cái máy để mà chị nghe mà giống như nghe người yêu? Dạ, con có chị với cháu bị ung thư ở ngoài Bắc ấy ạ. Vào đây đã chữa và đã khỏi và tuyên truyền cho con rồi con mới đến đây ạ. Mới thứ bảy tuần trước thôi ạ. Và hôm nay con lại lên và con xin được, hôm qua là Chúa không biết Chúa làm thế nào con không ngủ được, con chỉ nao nao để lên, hôm nay rất khoát là phải xin được làm chứng ạ. Vâng, đêm qua con không ngủ được tí nào mà hôm nay lên khỏe lắm ạ. Đây cái máy của con còn tốt không? Dạ con thì có rồi, nhưng mà nếu mà cha con cho con thì con muốn tặng cho chị dâu con đang bị ung bướu cổ ạ. Dạ vâng. Chị có đạo không? Dạ chị không ạ. Đây, gửi tặng cho con, chị dâu con nha. Đây là con lịch giáo điểm tin mừng nhờ mẹ đến với Chúa. Con muốn cái gì nữa không? Dạ, cha cho con cái gì thì con xin ạ. Càng phúc. Đây, đây là cuốn sách Tâm Tư Lòng Nhân Hậu. Đây là cây quạt nhờ mẹ đến với Chúa nha. Rồi, đây là cái đề can Chúa với Đức Mẹ nha. Rồi, xin Chúa chúc lành cho con. Vâng. Rồi, xin mời. Lên đây, đây con, lên đây con. Lên đây, con lên đây. Bước lên, bước lên, bước lên.